Hôm nay là một ngày khá đẹp trời, nắng rất chi là đẹp. Một ngày cuối tuần, anh em nhà sàn Tây Nguyên chúc các bạn một tuần mới đầy năng lượng. Hôm nay anh em nhà sàn Tây Nguyên sẽ giới thiệu cho các bạn một các loại vòng tay làm từ đá thanh tinh thể tự nhiên. Nếu các bạn muốn khám phá các vòng tay bằng đá tự nhiên để sau này các bạn có cơ hội đi mua những đá thật thì các bạn hãy xem video. Trước mắt các bạn là những vòng tay được anh em làm từ những đa da, từ những đá thanh tinh thể như thế này các bạn ạ. Đây là ánh sáng tự nhiên, một viên thô anh em chưa mài ra. Còn đây là một viên anh em đã mài ra lớp vỏ, còn lại lộ bên trong các bạn ạ. Lộ bên trong những vết vân, vết phèn của tự nhiên như thế này. Đá thanh tinh thể này nếu là đá thô thì thường cung cấp cho các cơ sở làm vòng, và những đá thô như này anh em thường cung cấp cho các gia chủ, các thầy chùa, người ta ngâm nước để lấy nước uống, lấy năng lượng. Có một số họ bảo là nấu cơm. Đây là những chùm tinh thể thô. Những đá này anh em sẽ làm ra những vòng tay các bạn ạ. Đây là những vòng tay bằng đá tự nhiên. Anh em không nói về tác dụng phong thủy, hôm nay anh em chỉ mời các bạn trải nghiệm là đá thật là đá như thế nào, để sau này các có cơ hội các bạn sẽ đi chọn được những viên đá đẹp hơn, những viên đá thanh phong thủy tự nhiên. Đây các bạn này, đây đá tự nhiên này. Các bạn sẽ nhìn thấy các vết nứt như thế này. Khi các bạn đeo các vòng tay đá phong thủy trên tay thì các vòng tay này có nhiệm vụ sẽ thu hút các sóng từ phát ra từ sóng điện thoại, từ các thiết bị điện tử, sẽ hấp thụ và chuyển thành điện năng, sẽ làm cho các bạn cảm thấy thư thái, sảng khoái và mình thấy có năng lượng, đấy gọi là năng lượng. Nhưng với điều kiện các bạn phải đeo đá tự nhiên, làm từ đá tự nhiên, không phải từ bột đá hay từ những đá gia nhiệt. Chúc các bạn có thể tìm được những cái vòng, có vòng tay hợp với các loại đá, hợp với mạng chúng mình cảm thấy yêu thích. Anh em nhà sàn Tây Nguyên xin chào các bạn, hẹn các bạn gặp lại ở một video sau. Anh em sẽ chia sẻ về đá tự nhiên. Xin chào và hẹn gặp lại.